Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Vạch trần âm mưu của lãnh đạo Đà Nẵng trong sai phạm Sơn Trà và quyết tâm xây hầm chui sông Hàn. Thông tin về việc kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huỳnh Đức Thơ về những vi phạm nghiêm trọng hôm 18 tháng 9 khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ Đà Nẵng trước giờ được xem là thành phố đáng sống và phát triển năng động hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng của toàn miền Trung. Những tưởng thành phố trực thuộc Trung ương này sẽ sở hữu dàn lãnh đạo hết lòng, tận lực về sự phát triển của thành phố, nhưng hóa ra nhiều người đã lầm. Việc kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huỳnh Đức Thơ đã cho thấy những góc khuất của sự phát triển thành phố này. Dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa do Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đang làm xôn xao dư luận những ngày qua vì mối lo ngại về tác động môi trường và đe dọa an ninh quốc phòng quốc gia. Tuy nhiên, việc phát hiện hàng loạt sai phạm trong giấy phép xây dựng của dự án chỉ bị phanh phui khi dư luận và báo chí kịch liệt chỉ trích. Rốt cuộc, cả hệ thống chính quyền từ cấp phường lên đến quận, thành phố được lập lên để làm gì khi để chuyện tài đình đó xảy ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Liệu biển Tiên Sa có dám lộng hành như vậy nếu không được bật đèn xanh từ các văn bản pháp lý của Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng hay không? Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà vốn có diện tích lên đến 4.400 hectare. Tuy nhiên vào năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lại ra quyết định phê duyệt quy hoạch rừng, cắt bớt diện tích rừng đặc dụng của Sơn Trà xuống chỉ còn 2.591 hectare. Gần một nửa diện tích tại Sơn Trà đã được lãnh đạo Đà Nẵng hợp pháp hóa, tiếp tay cho các công trình nghỉ dưỡng như Intercontinental Đà Nẵng của tập đoàn Sun Group, cũng như hàng loạt dự án khác mọc lên như nấm ở Sơn Trà. Kế thừa từ các lãnh đạo đi trước, dàn lãnh đạo đương nhiệm không giải gì mà không tận dụng số rừng này. Hiện tại Sơn Trà có tới 17 dự án chuẩn bị được đầu tư và triển khai, bất chấp tiếng kêu cứu của người dân trước môi trường sống đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Trước khi dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa bị vạch trần, lãnh đạo Đà Nẵng từng vấp phải ý kiến phản đối khi triển khai dự án hầm chui sông Hàn với chi phí hơn 4.700 tỷ đồng vì quan ngại hầm chui sẽ phá vỡ cảnh quan đô thị, chi phí xây dựng tốn kém, không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Theo kỹ sư tiến sĩ Hồ Duy Diệm, nguyên chủ tịch Hội Quy hoạch thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện chỉ có khoảng 800.000 dân nội đô, ven 15 km bờ sông Hàn, và hiện đã có 10 cây cầu, mỗi cây cầu gánh 100.000 dân, phục vụ cho việc đi lại của người dân. Do đó, mục tiêu xây hầm chui làm giảm ùn tắc giao thông là không cần thiết. Vậy, mục đích sau cùng để xây hầm là gì? Chắc chắn không phải là để phục vụ cho người dân. Vậy thì cho ai? Giá đất bán đảo Sơn Trà lúc trước khi có thông tin làm hầm chui sông Hàn được giao bán là 20 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tuy nhiên, sau khi có quyết định xây hầm, giá đất tăng lên hơn gấp đôi là 48 triệu đồng trên 1 mét vuông và kéo theo hàng loạt dự án đất phân lô, xây biệt thự phía chân núi mọc lên rầm rộ. Ngay sau khi Thủ tướng có quyết định xem xét lại dự án dựa theo quy hoạch chung, giá đất tại đây đột ngột giảm xuống mức giá ban đầu. Sự chênh lệch này cho thấy dự án xây dựng hầm chui sông Hàn chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển xây dựng và nâng giá các biệt thự tại bán đảo Sơn Trà. Các công trình xây dựng này đều có mối liên hệ với nhau, phục vụ cho nhóm lợi ích đứng sau. Nhóm lợi ích này gồm những ai? Phải chăng chính là những tập đoàn, các doanh nghiệp bất động sản, các đại gia đầu tư vào các công trình xây dựng và cả các lãnh đạo Đà Nẵng đã đứng ra bảo kê cho các công trình này được triển khai vô tội vạ? Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, từng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án hầm chui. Dự án là kết quả của tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố cho tương lai. Quả thật vậy, nếu được xây dựng, hầm chui sẽ giúp nâng giá bất động sản tại bán đảo Sơn Trà lên mức cao ngất ngường, chỉ có các đại gia mới mua nổi. Có lẽ tầm nhìn dài hạn của ông Bí thư đã khiến ông nhìn quá xa mà không nhìn thấy được cái trước mắt. Ông chỉ thấy các đại gia kếch xù mà bỏ quên cái khổ mà người dân Đà Nẵng đang phải gánh chịu từ việc môi trường bị phá hủy nghiêm trọng. Không chỉ có ông Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng thể hiện quyết tâm cho bằng được công trình hầm chui. Ông nói, không có chuyện dừng dự án hầm chui qua sông Hàn như thông tin trên một số trang mạng xã hội những ngày gần đây. Tự hỏi, động lực nào khiến các nhà chức trách sẵn sàng đánh đổi môi trường, đi ngược lại dư luận, bất chấp sự cảnh báo của giới kỹ sư tiến sĩ, nhà quy hoạch như vậy?
Quyết tâm của các vị liệu có phải đang nhăm nhe gặm nhấm số tiền 4.700 tỷ xây cầu hay lợi nhuận có được từ các biên bản cấp phép, ăn chia với các tập đoàn, đại gia đầu tư bất động sản? Chính số tài sản khổng lồ mà ông Huỳnh Đức Thơ sở hữu, những chiếc ô tô tiền tỷ mà ông Nguyễn Xuân Anh đang chạy và 12 lô đất vàng liền kề sân bay nước mặn của lái xe cũ nhà bí thư lương tháng 4 triệu đã phần nào giải đáp được thắc mắc này. Lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra sự kiên quyết của lãnh đạo Đà Nẵng không thực sự là vì nhân dân, vì sự phát triển thành phố như những mỹ từ mà các ngài phát biểu. Sơn Trà, vẻ đẹp nguyên sơ giữa lòng thành phố Đà Nẵng, giờ đây đang bị các nhà phù thủy kinh tế lợi dụng, những ông trùm chính trị sẵn sàng lừa dối người dân, đồng lõa với kẻ xấu để cùng nhau xâu xé, chia chác nhằm thu về lợi nhuận khủng. Người dân Sơn Trà nói riêng và cả thành phố Đà Nẵng nói chung đang bị bán đứng trên chính mảnh đất của mình mà không hề hay biết. Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan điều tra, thanh tra toàn diện các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2016. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, Văn phòng Chính phủ ra công văn số 9973 VPCP cách VI gửi Thanh tra Chính phủ, các Bộ Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ như Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ rừng và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2016. Năm 2003 là thời điểm Bộ Chính trị ra quyết định số 33 NQTW ngày 16 tháng 10 năm 2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Năm 2016 là thời điểm quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà thành phố Đà Nẵng được phê duyệt. Về kết quả thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ gửi báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 31 tháng 3 năm 2018. Vào cuối tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký báo cáo số 223 BC-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017, gửi Văn phòng Chính phủ về việc rà soát các dự án và quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng năm 2030. Theo đó, tính đến thời điểm tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo này. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5 hectare, đất giao có thu tiền là 94,05 hectare, đất thuê là 274,19 hectare, phần còn lại là giao quản lý không thu tiền, chiếm gần 30% tổng diện tích toàn khu bảo tồn. Quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch là 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn, quy đổi tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn. Hiện tại có 3 dự án đã được đầu tư, dự án khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc, khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và khu nhà nghỉ du lịch sinh thái Bãi Trèm. Một dự án đang triển khai và tạm dừng, đó là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa. 3 dự án đã triển khai một phần, sau đó tạm dừng, 11 dự án chưa triển khai. Tổng số phòng lưu trú thực tế đang khai thác tại bán đảo là hơn 300 phòng. Theo báo cáo, có 6 trên 18 dự án đã được chấp thuận không phù hợp các nguyên tắc đề xuất để bảo vệ phát triển bền vững bán đảo. Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh, chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Thành phố cũng đề nghị xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án cho phù hợp với các tiêu chí đề ra, chỉ giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với tất cả các tiêu chí. Vào năm 1992, theo quyết định số 447 LNKL ngày 2 tháng 10 năm 1992 của Bộ Lâm nghiệp, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có quy mô là 4.439 hecta, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 2.595 hecta và phân khu phục hồi sinh thái là 1.844 hecta. Tại quyết định số 6758 QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008 đến 2020, diện tích rừng đặc dụng Sơn Trà chỉ còn 2.591,1 hecta, bao gồm rừng tự nhiên, rừng trồng, đất trống và đồi núi trọc. Theo nội dung này, diện tích rừng đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà đã giảm tới 1.847,9 hecta, tương đương với 41% so với diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà được công nhận vào năm 1992. Tiếp theo đây mời quý vị cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Chuyện gì thực sự đang xảy ra ở Đà Nẵng? Chuyện cấp bằng, chuyện quản lý đô thị và đất đai, chuyện sắp xếp nhân sự, chuyện nguyên tắc đảng đều không phải là tình tiết chính trong câu chuyện chính trường đang lùm xùm ở Đà Nẵng. Đó cũng chẳng phải là lý do để Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, bởi vì những sai phạm được liệt kê thật bình thường và có thể tìm thấy ở bất kỳ địa phương nào. Vấn đề mấu chốt ở đây là bởi hai diễn viên chính trên sân khấu chính trị Đà Nẵng, Bí thư Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, thông qua hai thiết chế Thành ủy và Ủy ban Nhân dân, đã so kè nhau tới mức tạo ra một tình thế bế tắc, khiến tiến trình ra quyết định của thành phố hơn năm qua thường xuyên bị ngưng trệ. Cán bộ thì ôm ghế thấp thỏm, nhà đầu tư doanh nghiệp thì trì hoãn để nghe ngóng thông tin. Khán giả dần mất kiên nhẫn với vở kịch bế tắc này, và để câu chuyện không kéo dài lâu hơn, Trung ương buộc phải can dự để hạ màn cả hai diễn viên chính. Tuy nhiên, câu hỏi là lý do nào dẫn đến tình trạng so kè nghiêm trọng như trên? Đặt câu chuyện vào một bối cảnh rộng lớn hơn, có thể kể ra ba nguyên nhân như sau. Đầu tiên là quy trình thăng tiến truyền thống bị xô ngã. Những thế hệ lãnh đạo trước đây của thành phố đều thăng tiến tuần tự từ thấp đến cao qua một thời gian dài. Ở mỗi nấc thang trong hệ thống quyền lực, cá nhân lãnh đạo có đủ thời gian xây dựng và củng cố mạng lưới cánh hậu của riêng mình. Ngay cả khi giữa những lãnh đạo thăng tiến tuần tự này có xung khắc với nhau đi chăng nữa, họ cũng dễ thỏa hiệp với nhau hơn. Vì qua một thời gian dài công tác cùng nhau, lợi ích của các bên đã đan xen tới mức chẳng ai muốn nghĩ tới việc sống mái. Ở Đà Nẵng, có thể xem Đức Thơ là đại diện của kiểu lãnh đạo tuần tự nhi tiến này, trong khi Xuân Anh lại hiện lên khá rõ là một người được ấn vào chiếc ghế lãnh đạo cao nhất ở thành phố. Mâu thuẫn giữa phe mới nổi và cựu trào là không thể tránh khỏi. Lý do thứ hai là mâu thuẫn về lợi ích trong thể chế song trùng đảng và chính quyền ở nước ta. Chuyện bí thư và chủ tịch không ưa nhau là hết sức tự nhiên và bình thường như một rừng hai hồ. Tuy nhiên, 10 đến 15 năm qua, trong khi hai cơ cấu đảng và chính quyền đều ngày một phình to ra, xung đột giữa chúng có vẻ chưa quá căng thẳng khi mà miếng bánh lợi ích cũng lớn lên tương ứng, đi liền với việc gia tăng nợ công và khai thác kiệt cùng tài nguyên khoáng sản. Ở mỗi tỉnh thành, dù phe bí thư hay phe chủ tịch đều không thể chiếm trọn miếng bánh, song mỗi phe đều khá hài lòng với phần bánh trong tay mình có vẻ đang lớn hơn qua từng năm. Tuy nhiên dễ thấy là miếng bánh lợi ích không thể phình to mãi, nếu không muốn nói là đang có dấu hiệu nhỏ xuống rõ rệt. Nhất là từ sau Đại hội 12, khi mà nợ công đã chạm đến mức báo động và tài nguyên thì đã cạn kiệt. Thế thì, một khi quy mô bộ máy không giảm, tương ứng với tốc độ nhỏ đi của chiếc bánh, mâu thuẫn sẽ tăng lên. Nhìn dưới góc độ này, Đà Nẵng chỉ đang kể tiếp câu chuyện của Yên Bái. Dù không vang tiếng súng, song chẳng hề kém phần gay cấn. Và quan trọng là không phải chỉ mỗi ở Đà Nẵng, hãy chờ xem. Nguyên nhân thứ ba và cũng là điều khiến xung đột ở Đà Nẵng vượt ra ngoài biên giới địa phương là màu sắc chiến tranh ủy nhiệm proxy war của nó. Đoạn đường thành ủy tới Ủy ban Nhân dân chỉ vài trăm mét, nhưng lắm khi đôi bên phải bay vòng Ba Đình trước khi có thể tương tác được với nhau. Chiến tranh ủy nhiệm hay nổ ra ở những nơi xuất hiện chân không quyền lực hoặc là nơi mà thế lực nắm quyền ngồi chưa vững chiếc ghế quyền uy nên bên ngoài hoặc bên trên dễ dàng can thiệp. Đà Nẵng Hậu Bá Thanh là một nơi như vậy, vì dù rằng còn nhiều tranh cãi xung quanh di sản của ông, khó có thể phủ nhận suốt 20 năm đứng đầu thành phố của mình, ông Thanh chưa hề có một kế hoạch nghiêm túc về việc lựa chọn và xây dựng nhân vật số 2 thay thế ông, nhất là khi chuyến Bắc Du của ông có vẻ không nằm trong dự liệu. Tóm lại, vấn đề xung đột chính trị ở Đà Nẵng vừa có tính thời cuộc, vừa có tính cơ cấu thuộc về bản chất thể chế hiện hành.
Một kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể giải quyết được tính thời cuộc của vấn đề. Song nguyên nhân mang tính cơ cấu đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn thế, gắn với cải cách thể chế.